Quay ơi, kinh thật đấy. Kinh thật đấy. Hết rồi. Ở to ấy. Đấy, cứ vặn đi, cứ vặn nó ra. Quay trộm đi. Quay ăn cắp lại con. Đây, đây, đây. Cầm cái kéo này bấm, 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 bấm. Đấy, bấm. Thế, cứ bấm thế thôi. Nhà bác có bao giờ ăn không bác? Có ăn nhưng mà không thích. Nó cứ có mùi hắc hắc đúng không? Không, không hắc hắc. Nhưng mà đến mùa tháng 4, tháng 5 nó chín, to như nắm đấm. Chín thì mình ăn như nào? Ngọt hay ngọt mịn? Ơ kìa. Ừ. À, hay nhỉ. Trồng cây này lâu chưa hả bác? Đấy, cứ bấm thế thôi. Nhà bác trồng lâu chưa? Chắc là 5, 6 năm. Thế bắt đầu lên nhiều quả nhỉ? Trồng dưa hạt đấy. À đấy ạ. Ôi! Trồng dưa hạt. 3 cây ngắn ngắn thế này này, xong trồng 3 cây liền thì còn trồng 2 cây. Ồ, hay nhỉ? Hạt được ạ? À? Hạt ở đâu hả bác? Hạt trong cái quả này ạ? À? Hạt trong quả. Ờ, thế đợi mùa chín mình ra mình xin về. Hạt trong quả chín? Vâng, hôm nào nó chín ra xin về. Vâng. Lấy quả trồng dừa cũng được, nhựa lắm, nhựa bắn lắm. Thôi đi xuống đi. Có dừa. Ôi.